hàng nghìn hồ sơ đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1 và Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại Pháp cung cấp thông tin về một nhân vật đặc biệt gắn liền với một trong những cuộc khởi nghĩa lớn nhất nửa cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Đó là cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Điều đáng kinh ngạc là so với Pháp, nghĩa quân ta hoàn toàn không tương quan về mọi mặt. Vậy mà cuộc khởi nghĩa đó vẫn tồn tại và kéo dài tới gần 30 năm, từ năm 1884 đến năm 1913, khiến quân Pháp phải chịu tổn thất nặng nề, đau đầu tìm mọi cách để đối phó. Yên Thế nằm ở phía tây bắc tỉnh Bắc Giang, là vùng đồi núi với cây cối rậm rạp, địa hình vốn hiểm trở, có thể thông sang Tam Đảo, Thái Nguyên, Phúc Yên, Vĩnh Yên. Chính vì vậy, Hoàng Hoa Thám đã đưa ra chiến thuật đánh du kích kết hợp với vận dụng địa hình rừng núi Yên Thế để xây dựng khu căn cứ. Trong các cuộc đối đầu với tướng Pháp, nghĩa quân vừa tránh được mũi nhọn tấn công của chúng, vừa làm cho chúng tổn thất nặng nề. Phồn Xương được chọn là căn cứ chính của nghĩa quân. Khoảng đầu năm 1887, phong trào khởi nghĩa Yên Thế bắt đầu bùng nổ rồi lan rộng ra khắp các tỉnh khu vực phía Bắc như Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Thái Nguyên, v.v. Năm 1890, nghĩa quân Đề Thám đã xây dựng một hệ thống căn cứ vững chắc ở thung lũng Hố Chuối. Tại căn cứ này, Đề Thám cùng với 100 nghĩa quân đã đánh bại nhiều cuộc tấn công của địch, đông tới hàng nghìn người, có đại bác yểm trợ và do những sĩ quan cao cấp chỉ huy, loại bỏ những kẻ đứng đầu quân viễn chinh chiếm đóng ra khỏi căn cứ. Tháng 5 năm 1894, Đề Thám đã chuyển sang thế tấn công trong trận đánh Hữu Nhuế, người Pháp kinh sợ gọi đây là Hố Tử Thần. Đến cuối năm 1891, nghĩa quân đã làm chủ hầu hết vùng Yên Thế, mở rộng hoạt động sang cả Phú Lạng Thương. Đề Thám được mệnh danh là Hùng Thiêng Yên Thế. Đề Thám nghiên cứu kỹ lối đánh của quân Pháp, biết rằng chiến thuật của quân viễn chinh Pháp là tập trung quân nhanh chóng, tấn công chớp nhoáng. Từ đó ông đưa ra những chiến lược và đối sách quan trọng trong các cuộc đối đầu với các tướng lĩnh Pháp. Đó là lối đánh du kích, đối lập hẳn với chúng, tránh các cuộc đụng độ, ẩn nấp trong rừng rậm, chờ thời cơ thích hợp để tiêu diệt từng nhóm riêng lẻ, tấn công tàu và các đoàn áp tải để kẻ thù dấn sâu vào rừng, cắt đứt đường rút lui của chúng. Ông còn cho quân giải đầy những mũi tên độc, với những hố sâu dưới chân khiến cho quân Pháp phải chịu những tổn thất nặng nề mà vẫn không thể tiếp cận với quân ta. Nghĩa quân thoát ẩn thoát hiện như những bóng ma trong bụi rậm yên tĩnh. Chính vì vậy, họ xem ông như là đối thủ ma. Về phía Pháp, chúng không thể có thêm bất kỳ thông tin nào ngoài sự im lặng của dân chúng và núi rừng. Trong báo cáo của Tổng đốc Lê Hoàn cũng đã viết, những rừng cùng núi liên tiếp nhau, hiểm hóc lắm, phiến động đến quan quân đi đánh dẹp mãi, hễ đánh chỗ này thì nó trốn ra chỗ kia. Không những bắt được giặc là khó, dẫu tìm thám được đến chỗ giặc nó ở cũng thực là khó lắm. Nếu mà cứ dùng nhiều binh mà đóng giữ, thì phí tổn khó nhọc, việc đánh dẹp không bao giờ xong được. Thực dân Pháp sớm biết khu vực mà Đề Thám hoạt động thực sự có giá trị chiến lược lớn. Nên để có thể kiểm soát vùng Yên Thế, chúng đã từ bỏ việc khai thác toàn bộ vùng Đông Bắc nước ta. Từ năm 1890 đến năm 1891, người Pháp mở nhiều cuộc tấn công lớn vào Yên Thế, nhưng đều bị thất bại. Trong báo cáo của viên sĩ quan tham mưu Pháp đã viết, đó là cuộc đụng độ đầu tiên của quân ta với các băng đảng Yên Thế, và nó đã làm cho chúng ta đổ nhiều máu. Hơn thế nữa, cuộc chinh phạt thứ hai được bắt đầu bằng 3 đợt tấn công không thành công, và những mất mát của chúng ta thậm chí còn tàn khốc hơn. Viên trung tá Pero cũng phải thừa nhận, không thể tranh cãi, ông là bậc thầy, người duy nhất có thể ra lệnh và luôn được nghĩa quân tuân theo, là người nông dân áo vải đang ẩn náu nơi rừng sâu, Đề Thám. Trong suốt 30 năm chống chọi với thực dân Pháp, có đội quân hùng hậu, Hoàng Hoa Thám đã chọn lối đánh chiến thuật du kích là hoàn toàn xác đáng. Đó là cách đánh lấy ít đánh nhiều, dựa vào địa thế hiểm trở và công sự dã chiến để tổ chức nhiều trận đánh nhỏ bất ngờ. Nhà chí sĩ Phan Bội Châu cũng đã viết về ông bằng những lời thán phục. Ông đã tập hợp và rèn luyện những con người tầm thường thành một đội ngũ mạnh mẽ,
và ông đường đường là một vị tướng quân tiếng tăm lừng lẫy. Ông xứng đáng là một Trần quốc nhân, xứng đáng là một Trần tướng quân.